người Man United gieo sầu cho giấc mơ của Erling Haaland. Ngôi sao Erling Haaland lại một lần nữa đối diện nguy cơ lỡ hẹn với một giải đấu lớn cấp độ tuyển quốc gia bởi kẻ gieo sầu là một thành viên của Man United. Rạng sáng ngày 16 tháng 10, đội tuyển Na Uy của Erling Haaland tràn đầy quyết tâm trong màn tiếp đón Tây Ban Nha trên sân nhà với hy vọng giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2024. Dù đã rất nỗ lực nhưng đại diện đến từ Bắc Âu vẫn phải nhận thất bại tối thiểu và đành nhìn những chú bò tót cùng với Scotland giành hai tấm vé ở bảng A để đi tiếp. Một lần nữa, siêu sao đang khoác áo Manchester City lại có nguy cơ lỡ hẹn với một giải đấu lớn cấp độ tuyển quốc gia. Cần phải nhìn nhận rằng, trước khi bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 tại bảng A, ngoài sự vượt trội của Tây Ban Nha, đội tuyển Na Uy và Scotland được xem là ngang tài ngang sức để đua tranh tấm vé còn lại. Tuy vậy, dù sở hữu những siêu sao như Erling Haaland hay Martin Odegaard trong đội hình, nhưng đại diện đến từ Bắc Âu vẫn tỏ ra yếu thế hơn bởi sự tỏa sáng của một cái tên ít ngờ tới bên phía Scotland. Đó là nhân tố đang khoác áo Manchester United, Scott McTominay. Không quá để nói, Scott McTominay đã trải qua một hành trình tuyệt vời tại vòng loại Euro 2024. Trong 6 trận ra sân, anh ghi đến 6 bàn thắng, giúp Scotland có được 16 điểm trên bảng xếp hạng. Đầu tiên anh ghi 2 bàn vào lưới đảo Sheep trong ngày 25 tháng 3, trước khi tiếp tục lập cú đúp trước Tây Ban Nha. Nhân tố sinh năm 1996 có thêm một pha lập công trước Georgia, trước khi tiếp tục sút tung lưới của đảo Sheep ở trận lượt về. Phong độ chói sáng của cầu thủ biên chế Man United giúp Scotland bay cao và có giai đoạn khiến những chú bò tót phải vất vả bám đuổi. Có thể nói chính phong độ cao đến từ Scott McTominay cùng với đội tuyển Scotland đã khiến cho tham vọng của đội tuyển Na Uy của Erling Haaland trở nên vô vọng. Dù cũng ghi được 6 bàn, nhân tố thuộc biên chế Manchester City lại không thể tỏa sáng. Nó giống như cái cách mà cầu thủ này thể hiện trong màu áo câu lạc bộ ở những trận cầu lớn. Điều đó khiến giấc mơ lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Euro của chàng trai sinh năm 2000 có nguy cơ bị tan vỡ nếu không vượt qua được vòng Playoff Nations League. Nói để thấy rằng giấc mơ của Erling Haaland đã bị vỡ vụn bởi một nhân tố của Man United, đó là Scott McTominay. Đây thật sự là nỗi đau khó nuốt trôi với cầu thủ này. Giờ đây con đường tham dự Euro của cầu thủ sinh năm 2000 đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với riêng Scott McTominay, chiến tích vừa qua cùng đội tuyển Scotland là thành quả ngọt ngào với tiền vệ sinh năm 1996, nhất là sau khi anh đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi được ít trọng dụng tại nhà hát của những giấc mơ. Tuy vậy, ở trận đấu gần nhất của Man United, cầu thủ 27 tuổi cũng đã kịp tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng giúp đội chủ sân Old Trafford lội ngược dòng để đánh bại Brentford tại APL. Rõ ràng với những thành tựu đã làm được, Scott McTominay có thể được huấn luyện viên Erik ten Hag trọng dụng nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới. Liverpool lại bị vùi dập. Thêm một lần nữa, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp lại rơi vào cảnh bất lợi với những phán quyết của ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 10, vào cuối tuần này, giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ quay trở lại với các trận đấu thuộc vòng 9. Trên sân nhà, Liverpool ra sân sớm nhất để tiếp đón các cầu thủ Everton trong trận derby vùng Merseyside. Với việc có hàng loạt cầu thủ phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia, thì đây được xem là điều khó khăn mà ban tổ chức Premier League đang làm với lữ đoàn đỏ, điều khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp hết sức phiền lòng. Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên giờ Klopp đối mặt với lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt tại giải Ngoại hạng Anh. Còn nhớ ở đợt FIFA Day hồi tháng 9, họ cũng là đội đá sớm trong chuyến làm khách trước Wolverhampton Wanderers và phải rất vất vả vượt qua đối thủ. Đó là màn đọ sức mà những nhân tố phục vụ đội tuyển quốc gia như Alexis McAllister hay Dominic Soboslai đều thi đấu dưới sức của mình, với hàng loạt các sai số khiến người hâm mộ lữ đoàn đỏ nhiều fan lo lắng. Chưa dừng lại ở đó, theo những thông tin mới nhất của ban tổ chức, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ tiếp tục là đội đá sớm nhất sau đợt FIFA Day hồi tháng 11 trong chuyến làm khách trên sân Etihad của Manchester City. Rõ ràng đây thực sự là điều bất lợi khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy giờ Klopp đang bị vùi dập hay có một âm mưu nào đó chống lại lữ đoàn đỏ. Màn đọ sức trước The Citizen sắp tới sẽ là trận thứ 14 mà Liverpool phải đá sớm nhất vòng đấu ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Tính từ khi huấn luyện viên Jurgen Klopp dẫn dắt đội chủ sân Anfield vào năm 2015, trong đó có đến 9 trận đấu mà giờ Klopp đá trên sân nhà, một con số thật điên rồ. Việc phải liên tục đá sớm sau các đợt tập trung đội tuyển quốc gia khiến cho Liverpool gặp rất nhiều rủi ro, bởi lẽ nhiều cầu thủ không kịp lấy lại thể lực, dẫn đến ảnh hưởng phong độ, đồng thời gây rủi ro về mặt kết quả của đội bóng. Một yếu tố khác là tình trạng chấn thương có thể đến bất kỳ lúc nào, dẫn đến thiệt hại về mặt lực lượng. Rõ ràng chẳng hiểu sao ban tổ chức Ngoại hạng Anh vẫn nhất thiết cho giờ Klopp thi đấu trước sau mỗi đợt FIFA Days thay vì một câu lạc bộ nào khác. Cần nhớ rằng Liverpool đã gặp quá nhiều bất lợi từ những quyết định không chính xác, thậm chí là sai lệch một cách trắng trợn đến từ các vị trọng tài ở mùa giải năm nay. Giờ Klopp đã phải nhận đến 4 chiếc thẻ đỏ chỉ sau 8 trận đấu, trong đó có những phán quyết gây tranh cãi từ nhiều phía. Đáng nói nhất là việc tổ trọng tài không công nhận bàn thắng của Luis Diaz trong thất bại tức tưởi của đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp trước các cầu thủ Tottenham Hotspur tại vòng 7, tình huống mà sau đó ban tổ chức Premier League đã phải xin lỗi. Để rồi giờ đây,
Liverpool đã phải chịu những quyết định có phần bất lợi hướng về phía mình. Mùa giải 2023-2024 đang thật sự khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Man United có biến, Neville đang đàn đáp trả sự chế nhạo từ Carragher. Trên X, Gary Neville không ngần ngại đưa ra lời đáp trả về sự chế nhạo của Jamie Carragher khi chuyện thâu tóm Manchester United xuất hiện biến. Cuối tuần qua có thông báo cho rằng Sheikh Yassin của Qatar đã rút khỏi cuộc đua mua lại Manchester United, với việc Sir Jim Ratcliffe đã chuẩn bị thâu tóm 25% cổ phần của câu lạc bộ. Gary Neville, người thi đấu 602 trận cho Quỷ Đỏ, đã trả lời tin tức này vào sáng Chủ nhật bằng việc phác thảo 6 điều không thể thương lượng về việc tiếp quản Manchester United trên X, và rồi liệt kê 16 dấu hỏi mà anh cảm thấy người hâm mộ câu lạc bộ muốn nhận về câu trả lời khi một khoản đầu tư nhỏ sắp rót vào đội bóng. Việc gợi ý của Neville khiến huyền thoại của Liverpool, đồng thời là người đồng nghiệp của anh tại Sky Sports, Jamie Carragher chế nhạo. Carragher ra vẻ thích thú kiểu chọc ghẹo và rồi Neville nhanh chóng đáp trả. Cụ thể trên X, huyền thoại Man United đăng bài: "Cậu có thể sử dụng những ý tưởng của tôi trong trường hợp cậu cố gắng đuổi chủ sở hữu Liverpool ra đi sau một vài năm nữa." Bên cạnh đó, Neville còn dùng biểu tượng cảm xúc thích, ngụ ý làm bẽ mặt Carragher. Hiện tại việc Sir Jim Ratcliffe có một chân trong Man United được xem là điều sớm muộn. Nếu quá trình thâu tóm thành công, tỷ phú người Anh sẽ cần giải quyết nhiều vấn đề tại câu lạc bộ này. Ba điều đáng chờ đợi trong cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea. Dù vị trí của hai câu lạc bộ là tương đối cách xa nhau trên bảng xếp hạng, nhưng trận derby London sắp tới sẽ có nhiều điều để mong chờ. 1. Arsenal sẽ trình diễn bộ mặt nào? Đội chủ sân Emirates vừa đánh bại Manchester City tại vòng 8 ngoại hạng Anh, qua đó khẳng định tham vọng giành chức vô địch mùa giải năm nay. Tuy nhiên, suy cho cùng, 3 điểm cũng chỉ là 3 điểm. Quan trọng là Mikel Arteta và các học trò sẽ thể hiện ra sao trong các trận đấu tiếp theo. Chấn thương của Bukayo Saka có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng đến mức mà khiến tuyển thủ Anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dẫu vậy, nó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho chiến lược gia 42 tuổi. Cầu thủ mang áo số 7 cần được nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì nối dài kỷ lục ra sân liên tiếp như trước đây. Từ đầu mùa giải, cuộc đối đầu với Chelsea tới đây mới là trận đấu đầu tiên mà Arsenal phải làm khách trước một câu lạc bộ thuộc nhóm Big Six. Dù hiện tại, The Blue đã mất đi phần nào vị thế vốn có của mình, nhưng với dàn cầu thủ trẻ và đầy khát khao cống hiến, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ không phải là một đối thủ dễ chơi. 2. Ngày về của Kai Havertz. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea đã đưa về hàng loạt tân binh chất lượng. Song song với đó, họ để đi những cái tên nằm ngoài kế hoạch tái thiết câu lạc bộ mà ban lãnh đạo The Blue hướng đến. Giống như nhiều cầu thủ khác, Kai Havertz buộc phải ra đi vì không còn chỗ đứng ở sân Stamford Bridge. Kể từ khi chuyển sang Arsenal với mức giá 65 triệu euro ở phiên chợ hè vừa qua, cuộc chạm trán giữa hai đội vào thứ bảy tuần tới sẽ là lần đầu tiên mà Kai Havertz quay trở lại mái nhà xưa, đối đầu với đội bóng cũ của mình. Chắc chắn tiền vệ người Đức muốn chứng minh cho Chelsea thấy họ đã sai lầm như thế nào khi quyết định đẩy anh đi. Arsenal và huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn luôn đặt niềm tin lên vai của Havertz bất chấp sự chỉ trích từ đầu mùa, và điều này dần mang lại quả ngọt. Một bàn thắng, một kiến tạo trong hai trận đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh sẽ giúp cầu thủ mang áo số 29 thêm phần tự tin trên chặng đường phía trước của mình. 3. Chelsea dần tìm lại phong độ sau khoảng thời gian dài. Sau khoảng thời gian đầu chật choạc, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho người hâm mộ The Blue. Họ giành chiến thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Những tân binh đắt giá như Cole Palmer hay là Moses Caicedo dần hòa nhập với câu lạc bộ mới. Một chiến thắng trước Arsenal ngay trên sân nhà sẽ là phát súng báo hiệu sự trở lại của Chelsea ở mùa giải năm nay. Chắc chắn Enzo Fernandez và các đồng đội sẽ rất quyết tâm trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ diễn ra vào cuối tuần này.